Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá. Sau những ngày cuối tuần sôi động với giải vô địch quốc gia, từ đêm mai, người hâm mộ bóng đá thế giới lại hướng về châu Âu, nơi diễn ra lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Cùng Tin Bóng Đá điểm qua lịch thi đấu cũng như các cặp đấu đáng chú ý ở lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Âu năm nay. Diễn ra sớm nhất ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay là hai trận đấu ở bảng H và bảng G. Cụ thể tại bảng H, đội cuối bảng Maccabi Haifa sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Juventus. Lúc này, đại diện bóng đá Israel đang đứng cuối cùng tại bảng H. Cơ hội đi tiếp của đội bóng này là không còn. Trong khi đó, dù làm khách nhưng Juventus quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vé vào vòng trực tiếp với Paris Saint-Germain và Benfica. Tương tự tại bảng G, trận đấu sớm nhất là trận đấu diễn ra trên sân vận động Manchester, nơi Manchester City sẽ tiếp đón Copenhagen. Thêm một chiến thắng nữa, nhà vô địch nước Anh sẽ có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Cúp C1 năm nay. Với thực lực của mình và phải làm khách ở nước Anh, rất khó để Copenhagen làm nên điều kỳ diệu trước Man Xanh. Trận đấu giữa Maccabi Haifa đấu với Juventus và Manchester City đấu với Copenhagen cùng diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10. Muộn hơn vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 10 sẽ diễn ra các cặp đấu ở bảng H, bảng E, bảng G và bảng F. Tại bảng E, AC Milan được chơi trên sân nhà để đón tiếp Chelsea. Đây là cơ hội để đội bóng Italia trả món nợ lượt đi. Cả Chelsea và AC Milan cùng quyết tâm có chiến thắng để giành lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào vòng trực tiếp. Cũng tại bảng E, vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 10, Dinamo Zagreb sẽ tiếp đón RB Salzburg. Đây là cơ hội để đội bóng đến từ Croatia đòi món nợ 0-1 trên đất Áo ở lượt đi. Bảng E khá cân bằng khi lúc này cả 4 câu lạc bộ chỉ hơn kém nhau 1-2 điểm, nên cơ hội được chia đều cho cả AC Milan, Chelsea, Dinamo Zagreb và RB Salzburg. Trong khi đó, tại bảng G, vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 10, Dortmund trên sân nhà sẽ đón tiếp Sevilla. Chỉ cần có chiến thắng, đại diện nước Đức sẽ cùng với Man City nắm chắc tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Ở trận lượt đi, dù phải làm khách ở Tây Ban Nha, nhưng Dortmund vẫn có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1. Trong khi đó, tại bảng H, lúc 2 giờ là cuộc đọ sức rất đáng chú ý giữa Paris Saint-Germain và Benfica. Đội nào có chiến thắng trong trận đấu trên sân công viên Các Hoàng tử sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Paris Saint-Germain là đội bóng được nhiều lợi thế hơn ở trận lượt đi. Nhà vô địch nước Pháp tuột mất chiến thắng ở phút cuối. Tại bảng F, hai trận đấu cùng diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 10. Cụ thể trên sân nhà, Shakhtar Donetsk sẽ tiếp đón Real Madrid. Đây là thử thách cực lớn với đại diện Ukraine. Trận đấu lượt đi họ để thua 1-2. Cũng vào khung giờ nói trên, Celtic sẽ tiếp đón RB Leipzig. Tại bảng F, ngoại trừ Real Madrid, còn lại 3 câu lạc bộ Celtic, RB Leipzig và Shakhtar Donetsk đều khá cân bằng và 3 đội sẽ cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Bạn dự đoán thế nào về kết quả các cặp đấu trên? Hãy chia sẻ những ý kiến bình luận của bạn dưới video cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.